Chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 10 năm 2021 đến nay đã lan tỏa trong cộng đồng, trở thành điểm tựa yêu thương dành cho trẻ mồ côi. Đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vận động nuôi dưỡng được 620 trên tổng số khoảng 2.000 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh, với mức hỗ trợ tối thiểu từ 500.000 đồng một tháng. Ngoài ra, hội còn kết nối nhà hảo tâm tặng sổ tiết kiệm từ 6 đến 15 triệu đồng một em, tặng học bổng, nhu yếu phẩm thiết yếu, học phí, thiết bị học tập trị giá 1 tỷ 200 triệu đồng.